Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Không biết là hiện tại các bạn đã chuẩn bị cho cái kỳ thi tuyển sinh năm nay như thế nào rồi. Nhưng mà mình chỉ muốn nói với các bạn là đại học không phải là con đường duy nhất. Chúng ta đừng có ép mình vào những cái khuôn khổ mà mình không thích nha. Nhưng mà các bạn khi quyết định lựa chọn học đại học xa nhà, đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh đi, mình nói như vậy đi cho nó dễ, thì các bạn sẽ có rất là nhiều vấn đề lo lắng như là trọ ở đâu, tiền sinh hoạt như thế nào, học hành như thế nào. Thì mình có những video như thế này để hướng dẫn cho các bạn, mình sẽ để ở đâu đó đây. Hôm nay mình muốn đề cập tới một vấn đề nữa, đó là ăn uống khi chúng ta ở trọ xa nhà, và nói riêng đó là thành phố Hồ Chí Minh nha. Đầu tiên thì khi mà ở nhà rồi á, như là mình đi, mình ở nhà thì sẽ có mẹ mình lo đồ ăn hết luôn. Mẹ mình sẽ đi chợ nấu nướng, mình chỉ việc về và ăn và ăn và ăn, sau đó mình đã tiếp tục ăn hại. Nhưng mà khi xuống đây rồi á, thì các bạn phải tự lo lắng cái phần ăn uống đó. Như là các bạn hãy xem những cái chương trình mà vệ sinh an toàn thực phẩm rồi đó, cái thực phẩm mình dưới Sài Gòn nó cũng phân ra rất là nhiều loại. Khi mà mình đi chợ thì mình phải lựa chọn một cách thật là sáng suốt. Mình có một số tips cho các bạn, như là nếu như các bạn đi mua ở chợ, tại vì đồ ăn trong chợ thì nó sẽ rẻ hơn một số chỗ, và các bạn nên lựa những thực phẩm còn tươi, còn ngon. Nói chung là theo cái mắt nhìn của mình và các bậc phụ huynh truyền đạt như thế, mình thấy rất là tươi ngon thì các bạn sẽ lựa theo như vậy. Tại vì ở Sài Gòn sẽ có một cái tình trạng đó là thực phẩm kiểu thịt nó hơi bị ôi nè, hơi không tươi cho lắm, cá không tươi, mắt nó hơi đục rồi á, thì người ta sẽ bán với giá rẻ hơn. Và nói chung là mình cũng sinh viên mà mình hơi ham á, nên là mình bu vô mình mua. Nhưng mà cái đó ăn một hai lần á thì có thể sẽ không sao hoặc có sao, nhưng mà dần dà thì nó rất là ảnh hưởng tới sức khỏe của các bạn. Nếu như các bạn có một cô nào đó mà bán thức ăn kiểu bán mối luôn rồi á thì cũng dễ dàng hơn. Tại vì sinh viên mà, mình thấy những cái cô bán đồ ăn ngoài chợ, nếu như mà biết mình là sinh viên á thì bán đồ ăn nó sẽ hơi rẻ hơn một chút, và họ cũng có cái gì đó tận tình hơn một chút. Điều thứ hai mình muốn nói là nếu như các bạn vẫn không yên tâm về đồ ăn ngoài chợ và các bạn không biết là phải lựa chọn đồ ăn ngoài chợ như thế nào thì sẽ ngon, bổ, rẻ, xanh, sạch, tươi, ngon, mình hãy vô những cái siêu thị. Siêu thị ở đây thì có thể là Co.op nè, BC nè, Lotte nè, nhưng mà nó cũng có những cái dạng siêu thị kiểu mini, mình không biết gọi nó là cái gì, như là Sacha Food nè, Co.op Food nè, Co.op nè. Nói chung là ở dưới Sài Gòn có rất là nhiều cái cửa hàng nhỏ chuyên bán về rau, củ, quả, trái cây, thịt, cá, tôm, các bất cứ thứ gì các bạn cần thì ở đó nó đều có. Giá thì nó có thể sẽ mắc hơn ngoài chợ một chút, nhưng mình được cái là điều kiện nó sẽ đảm bảo hơn và mua nó sẽ yên tâm hơn. Mình muốn nói ở đây nữa đó là Bách Hóa Xanh đó các bạn, mình rất hay mua đồ Bách Hóa Xanh và mình cảm thấy là Bách Hóa Xanh là cái chuỗi mà đối với mình thì nó bán rẻ nhất và nhân viên cực kỳ thân thiện luôn. Không biết là có phải là do kiểu Bách Hóa Xanh là nhượng quyền franchise hay đại lý gì đó mình không biết, nhưng mà rất là nhiệt tình và bán đồ ăn giá cũng hợp lý. Đó. Những ngày đầu tiên mà khi mà mình xuống dưới Sài Gòn á thì mình hay mua đồ ăn ở chợ. Vì mình đi học về buổi trưa xong mình mới mua, mình cảm thấy đồ ăn buổi trưa nó không còn tươi nữa, tại vì nó không có được bảo quản ở trong một môi trường điều kiện thích hợp, như là tủ lạnh bao nhiêu độ, rồi cái kiểu rau rác thì nó không còn tươi nữa. Tươi như Đà Lạt của mình nó thì không có đâu. Nhưng mà không có tươi như mình muốn, nên là mình quyết định đi vô Sacha mua, xong rồi mình thấy giá nó sẽ lệch nhau một tí, một thúng một tí. Nhưng mà bữa ăn thì cũng không bao nhiêu hết, nên là ăn ở đó vừa đảm bảo vừa an toàn, đồ ăn thì lúc nào cũng tươi. Còn nếu như mà các bạn lười, các bạn nghĩ là hàng ngày mình ở nhà xong rồi ba mẹ mình nấu cho mình nhiều quá, hoặc là mình có điều kiện mà mình có giúp việc ấy, sau đó mình không biết phải nấu ăn như thế nào, thì các bạn cũng yên tâm đi. Một là ngoài chợ đã có cá thịt ướp sẵn nè, mặc dù nó không có đa dạng lắm đâu, như kiểu cá thường thường sẽ ướp muối hoặc ướp sả, thịt thì mình thấy ít hơn. Nhưng mà trong siêu thị, đặc biệt là trong siêu thị thì cái gì cũng có nghe. Cá ướp sả, thịt ướp sả, cá kho tộ, thịt kho tộ, kể cả canh người ta cũng đã cắt sẵn ra đủ thành phần như vậy rồi. Các bạn chỉ đem về bỏ vào nồi và nêm gia vị ăn thôi. Nếu như mà tới mức mà các bạn bỏ vô nồi nêm gia vị mà cũng thấy quá lười đi nữa, thì vẫn có giải pháp cho các bạn, đó là ở tất cả các siêu thị đều có bán đồ ăn nấu sẵn rồi. Mình sẽ tạt vào đó mua cho nó máy lạnh nha, máy lạnh Vivo luôn. Tạt vào đó mua, cảm thấy thoải mái, không muốn về, xong đem về nhà đổ ra cái nồi. Hoặc là lò vi sóng nếu như bạn có đủ điều kiện, rồi bật lên hâm và ăn cơm thôi. Mà nếu như cơm các bạn cũng lười nấu, kiểu nấu xong rồi quên bấm nút rồi đi chơi á, thì cũng yên tâm đi, siêu thị có bán cả cơm nữa các bạn. Mình không tin được là dưới đây nó bán nha, vừa cơm trắng vừa cơm gạo lứt, phục vụ đủ mọi nhu cầu cho các bạn ăn uống luôn. Một vấn đề nữa mình muốn nói đó là nếu như mà các bạn lựa chọn ăn ở ngoài cho nó tiện á, nhưng mà thường thường những cái mà tiện á, ngon với lại rẻ thì thường nó sẽ không có bổ đâu. Dù mình hơi tốn thời gian để chuẩn bị đồ ăn ở nhà một chút, nhưng mà ăn ở ngoài mình vẫn không yên tâm lắm, tại vì dưới đây đa số mọi người sẽ nấu cơm tấm, gạo tấm, hoặc là cái gạo mà nó hơi nở một chút nên là nó hơi khô, nó khó ăn, mình cảm thấy vậy. Đồ ăn thì nó sẽ hơi ngọt, nếu như mà các bạn ăn những cái quán mà nó ghi là cơm bắc á thì nó sẽ không có đường.
Đó nên là dân miền Trung như mình, dân Đà Lạt như mình rất là khó ăn ở dưới đây. Ví dụ như các bạn lên Đà Lạt các bạn ăn cơm dĩa thì cơm dĩa thường sẽ có canh mặn xào đúng không? Nhưng mà cơm dĩa đây sẽ không có đâu nha. Nếu như các bạn ăn những cái món mà cơm chiên á thì sẽ đi chung với dưa leo, cà chua hoặc là dưa chua. Còn nếu như các bạn ăn cơm dĩa thì thường rau á, cái rau mà để xào ăn kèm nó chỉ có rau muống thôi. Ở đây chỉ có rau muống thôi các bạn, hoặc là giá xào nữa. Canh thì nó đúng là canh luôn á, canh đại dương đó, một chén như thế này. Nếu như các bạn muốn ăn canh riêng á thì phải là 5-7 nghìn một chén. Tùy quán, và có những cái quán mà nó hơi sang trọng một chút thì sẽ là 10 nghìn một chén canh nữa để ăn chung với một cái phần cơm như vậy. Đa số ở trên Đà Lạt á, trà đá thì sẽ là miễn phí. Mình không biết ở chỗ các bạn như thế nào, nhưng mà xuống Sài Gòn á, trà đá sẽ là 1.000-2.000. Hoặc là có một số chỗ người ta sẽ cho mình những cái thùng như thế này nè, thùng 20 lít, người ta bỏ trà đá vô sẵn rồi uống, lấy cái ly uống. Nhưng mà nếu như mà các bạn hơi bị bệnh sạch sẽ một tí thì mình nghĩ là cái việc mà uống chung ly á, các bạn cũng sẽ hơi kỵ đúng không? Nên là việc mình luôn luôn mang theo một chai nước trong người rất là quan trọng, và khăn giấy một cái vấn đề rất là nan giải. Nhưng mình thì hồi trước mình đi ăn quán nào mình cũng lấy khăn giấy mình lau này lau thật sạch sẽ, kiểu mình cảm thấy sạch rồi mình cũng chứng tỏ là mình sạch sẽ nữa. Nhưng mà khăn giấy ở những quán ăn lề đường á không có sạch như các bạn nghĩ đâu. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu thì thông tin trên mạng rất là nhiều. Nếu như mà các bạn thực sự muốn lau á thì hãy mang theo khăn giấy riêng của mình. Còn những cái hàng quán mà hơi cao cấp một chút thì mình nghĩ khăn giấy nó cũng được. Nhưng mà hàng quán ở dưới đây, nhất là những chỗ ví dụ như phở hủ tiếu 15-20 nghìn nè, thì cái giấy ăn đó mình nghĩ là không xài được đâu. Tốt nhất là nên lấy cái đầu đũa với lại cái muỗng nó nhúng thẳng vô cái tô nước sôi là nó sẽ sạch hơn. Nói chung là video này mình lập ra với mục đích đó là chỉ dẫn cho các bạn làm sao để các bạn có thể nấu ăn tại nhà vừa ngon vừa bổ và đảm bảo là rẻ. Nó chỉ tốn thời gian của mình thôi, nhưng mà vì là sinh viên mà, với lại cái khoảng thời gian đó nó rất là quan trọng cho cái sự phát triển của mình nữa. Nên là nếu như mình dưới đây một thân một mình mà bị những cái vấn đề về sức khỏe thì cũng không có ai lo cho mình đâu, tự mình lo cho mình thôi. Nên là bỏ ra một tí thời gian để chúng ta ăn được nhiều hơn, ngon hơn. Để tiết kiệm nhất thì mình thấy cái bạn của mình đó là sẽ đi chợ từ sáng, xong rồi mua đồ ăn về nấu, xong rồi để ăn cả một ngày. Như vậy cũng được đúng không? Tại vì khẩu phần ăn của một người nó cũng không bao nhiêu. Mà mình nấu như vậy nó sẽ tiện chưa về chuẩn bị bật lên hâm lại ăn thôi. Nếu như mà dưới này các bạn có điều kiện để mà sắm cho mình một cái tủ lạnh đó, thì chúng ta có thể đi chợ từ chủ nhật, sau đó là mua đồ ăn cho tất cả các ngày trong tuần. Như vậy cũng tốt đúng không? Vừa nhanh vừa tiện vừa khỏe nữa, mà đỡ phải chen chúc rất là mệt mỏi. Nhưng mà nếu như các bạn không có điều kiện để mua tủ lạnh, hoặc là cơ bản các bạn không thích có một cái tủ lạnh trong nhà, thì mình cứ đi chợ vào sáng sớm thôi, hoặc buổi trưa mình cứ tạt vô. Mình quên nhấn mạnh với các bạn là Sài Gòn có tất cả bao nhiêu quận đó mình quên rồi, nhưng mà mỗi quận sẽ có rất là nhiều phường, và thường thường á là mỗi phường nó sẽ có sự xuất hiện của rất là nhiều Copmart, Copfood, Sacha, Bách Hóa Xanh và rất là nhiều cửa hàng bán thực phẩm mà mình không biết tên. Cộng thêm nữa đó là những cái chợ, ví dụ như ở Bình Thạnh sẽ có chợ Bà Chiểu, ở quận 4 có chợ Sóng Chiếu. Bên cạnh những cái chợ lớn đó thì sẽ có hàng hà sa số những cái chợ tự phát rất là nhiều luôn á. Đi những cái khu mà đa số khu chung cư á, thì ở dưới chân của nó thường thường sẽ có siêu thị như là Vinmart, Vinplus hoặc là những cái khu chợ nữa. Còn nếu như mà các bạn có điều kiện ở trong chung cư nha, mình nếu như mà là ở chung cư hoặc là ở những nơi mà giao thông tiện một chút, ở những khu dân cư tiện một chút, thì có một hình thức rất là lạ mà xuống dưới đây mình mới thấy. Đó là ví dụ như mình ở căn hộ A đi, bạn ở căn hộ B, xong rồi nhà mình ở trên Đà Lạt mình có cái mặt hàng nông sản như rau củ quả rất là tươi ngon và xinh sạch đẹp, và giá thì đương nhiên là không thể nào rẻ hơn ngoài chợ được, tại vì mình nhập trực tiếp từ trên kia với số lượng ít, và hàng của mình nhập nó sẽ là tuyển chọn kỹ lưỡng nữa, chứ không phải là bán như ngoài chợ các bạn ra lựa nước đầu thì giá mắc mà nước sau giá rẻ đâu. Thì mình sẽ lấy cái hàng đó về, và nếu như bạn có nhu cầu thì mình sẽ cung cấp tới tận nơi cho bạn. Nên là nếu như các bạn ở những khu dân cư, những cái chung cư, thì các bạn có thể tìm được những cái cộng đồng đó, chỉ cần search trên Facebook thôi. Ví dụ như cộng đồng dân cư em quanh quận 7 đó, ví dụ như vậy, thì nó có rất là nhiều và các bạn muốn cái gì cũng có. Còn nếu như mà buổi trưa các bạn lười, không muốn nấu ăn và cũng không muốn chen chúc ở những cái hàng ăn vỉa hè ở ven đường, các bạn có một lựa chọn tốt hơn nữa, đó là Circle K, Mini Stop, Family Mart, 7-Eleven, rất nhiều hàng hàng sáu số, những cửa hàng tiện lợi. Mà theo kinh nghiệm 4 năm của mình thì Circle K là giá cả hợp lý nhất. Vì bây giờ cái gì chi phí mặt bằng cũng cao nè, mà cửa hàng tiện lợi mọc lên quá nhiều, cạnh tranh quá lớn, nên là nhiều khi cái phần mà bán hàng á, cái tầng bán hàng ở dưới á, thì nó sẽ có máy lạnh, còn tầng ở trên đa số bật quạt thôi. Có một số Circle K sẽ không có nhà vệ sinh. Thì khi xuống đây các bạn trải nghiệm qua những cái cửa hàng tiện lợi này rồi, các bạn sẽ có thiện cảm với một cái thương hiệu nào đó, thì các bạn sẽ đi hoài cái thương hiệu đó thôi. Như là mình thích Mini này, tại vì giá thì nó cũng không chênh lệch bao nhiêu, nhân viên cũng dễ thương,
và nói chung là nó có nhà vệ sinh. Một bữa ăn ở trong đó các bạn có rất là nhiều sự lựa chọn, ví dụ như bánh bao thì sẽ là nhập của bánh bao Thọ Phát về, một thương hiệu cũng khá là nổi tiếng. Bánh ngọt như các loại bánh mì dăm bông nhiều mỡ nè, bánh đường, cái bánh ngọt gì có đường đó thì mình thấy thương hiệu của nó là IBC Bakery. Ở trong đó nha sẽ có những đồ thức ăn sẵn như là cơm nắm, cơm chiên, mì xào, hủ tiếu xào, các thể loại xào trên đời ấy. Thì mình mua giá nó sẽ hơi cao một chút, sẽ từ 29.000 trở lên tùy vào lượng món của bạn lựa là gì. Xong rồi bạn tính tiền đúng không, nhân viên sẽ hâm lại cái đồ ăn đó thiệt là nóng sốt cho bạn và ăn. Cơm thường thường mình thấy ở đây sẽ ăn kèm với canh ong biển, nó không có phức tạp lắm đâu. Ví dụ như bạn sẽ lựa sốt thích ăn kèm, hoặc là có những cái gà rán như kiểu topping ăn kèm vậy đó, hoặc là trứng chiên nè. Bạn mình, một chuyên gia đi ăn cơm hàng đường đã nói là một combo cơm xúc xích, trứng chiên, canh rong biển là gần 30.000 nha. Thêm một cái nữa mà mình muốn nói là bánh mì, ngoài những cái chỗ mà hàng quán ven đường các bạn có thể mua giá bây giờ 10.000 thì ít, 12.000 đến 15.000 là nhiều, thì các bạn cũng có thể ăn nó ở trong Soko Kai hoặc Family, hoặc nói chung là tất cả các cửa hàng tiện lợi với giá dao động từ 10.000 trở lên, và nó sạch sẽ hơn nhiều. Ở trong cửa hàng tiện lợi cũng sẽ có bán cà phê nè, cà phê đen đá, cà phê sữa đá, và những khung giờ nhất định thì sẽ có giảm giá nhất định. Kem tươi thì cũng có bán. Những món mà các bạn có thể thấy nó ở lề đường thì cửa hàng tiện lợi nó cũng sẽ bán, trừ bún phở, những cái món đồ nước thôi. Nhưng mà các bạn ăn á, thường thường mình sẽ có một cái gì đó tráng miệng như là trái cây hoặc chè hoặc cái gì đó, và khi mà các bạn lựa ăn ven đường á, có một vài quán sinh viên người ta sẽ câu khách, không phải là câu khách mà là cạnh tranh bằng cách là có tráng miệng bằng chuối. Còn trong cửa hàng tiện lợi thì các bạn sẽ phải mua trái cây ăn riêng. Một trái chuối thì sẽ tầm 9.000, trái chuối 9.000. Mình hay ăn một bịch táo á, cái táo tròn tròn xanh xanh thế này nè, táo ta, thì sẽ là 20.000, thì được tầm 6-7 trái, mà trong đó nó cũng hay bị sâu các bạn. Nói về vấn đề rau á, nếu như mà các bạn là một người cuồng ăn rau thì ở dưới đây rau nó không rẻ. Mình cảm thấy là rau khi mà mình đi mua ở trong Big C á, nó sẽ có cái giá ưu đãi hơn khi mình mua ngoài chợ, và mình cũng thấy nó an tâm hơn và nó kiểu cảm giác nó sạch sẽ hơn, mình cũng không biết nữa. Nên là mình hay đi chợ, đi Big C vào buổi tối để mình mua rau, rồi sáng xong mình sẽ chế biến. Các bạn có thể tham khảo ở những cửa hàng gần các bạn để các bạn lựa ra một nơi nào đó lý tưởng. Tại vì mình mua ở những nơi mà giá cả nó niêm yết hết rồi á, mình cũng thấy an tâm hơn, nhất là mình không biết trả giá. Nhưng mà nếu như các bạn đã có một cái cô mới ruột nào đó bỏ rau rồi và bán cho các bạn thấy hợp lý thì cứ mua thôi. Hồi hợp bạn bè thì chúng ta hay đi đâu? Đầu tiên chúng ta sẽ đi ăn, sau đó chúng ta sẽ đi uống, và cuối cùng là karaoke. Bình thường á thì một cái vòng tròn luẩn quẩn nó sẽ là như vậy. Thì khi đi ăn thì chúng ta sẽ có rất là nhiều lựa chọn. Ví dụ như tại quận 4 thì có hẻm 200 nè, đồ ăn sẽ dao động từ 5.000 tới mấy trăm ngàn tùy vào món các bạn ăn và số lượng các bạn ăn. Nếu như các bạn muốn có những cái chỗ mà cao cấp hơn một tí, không phải cao cấp mà là nó mát mẻ hơn một tí, thì ví dụ như mì cay sashimi này giá nó là niêm yết luôn rồi, hoặc là đi Hanuri này, đồ ăn Hàn Quốc giá rẻ nhất tại Sài Gòn. Còn muốn mắc hơn nữa thì mình đi Kim BBQ ăn búp bê, ăn thịt bò thoải mái luôn, ăn ơi là ăn, ăn không ai dám nói gì mình. Nó có nhiều cái quán và với nhiều cái mức tài chính khác nhau, tùy thuộc vào nhu cầu của các bạn thôi. Nói chung là mình muốn nói là các bạn cứ yên tâm đi, ở dưới đây á, thì với bất kỳ mức tài chính nào các bạn cũng có thể sống sót được. Chỉ có điều là đầu tháng thì ăn ngon, mà cuối tháng thì ăn mì gói thôi không sao, mì gói dưới đây bán đi cùng một rẻ. Và đặc biệt là với cái thời tiết nóng nảy như Sài Gòn thì nhớ uống nhiều nước nghe. Các bạn có nghe quảng cáo của Aquafina 4 chai 2 lít mỗi ngày cho một cơ thể tràn đầy năng lượng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và mọi đóng góp ý kiến của các bạn đều giúp cho kênh của mình ngày càng phát triển tốt đẹp hơn. Nếu như các bạn thấy video sau tốt hơn video trước thì đó là nhờ công rất lớn của các bạn. Các bạn thấy không, hôm nay mình đã rất cố gắng. Đó, bây giờ đang là 12 giờ trưa và mình quay video này cho các bạn, bởi vì mình cảm thấy vấn đề này rất là hay ho và mình muốn chia sẻ liền. Vấn đề này không hề có nội dung đâu nha, nên nếu như có vấp hay là có gì chưa hay, chưa đồng ý thì các bạn cứ bình luận xuống dưới đây, chúng ta cùng nhau sửa chữa nha. Bye bye.